khô quá. Giống như bong bóng rồi ha. Cái này chỗ này cho con nít chơi, mấy đứa nhỏ. Đúng rồi. Đóng cửa rồi, nó clean up. Đúng rồi. Cho spring time, mở cửa trong à. Nó mở cho từ tháng 10, tháng 11, tháng gì. À. Trên này mình đi được không ta? Có ride trên này nè, chứ mình xe lửa vậy hả? Ờ, có, nó đi, nó đóng cửa vậy thôi. Ờ. Xong bờ có cái đi này rồi. Đi vòng bên này rồi. Ừ. Xe xe lửa này. Vậy chứ xí. Cái này giống như cái tháp Eiffel nè, bên Pháp vậy đó.
Where does it stop? Kevin nó bị lạc rồi. Kevin nó bị lạc rồi. Dũng đang đợi. Nhìn nghe mà đi quá thiệt vậy. Của Mai Lì đó, cái chiếc hot rất lợi. Chắc cái băng này hát cũng mệt rồi, nghỉ rồi. Lá show đó. Đúng rồi, chắc cũng gần đóng cửa rồi đó. Không biết đó, chắc 10 giờ.